chiên gà, chiên gà, một món xôi gà nữa đặc biệt luôn. Sao ngon quá đúng không? Rọi vô, rọi vô. Sao vậy? Thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi nè. Thấy chưa? Quăng gà này, quăng gà cho đỏ đỏ vô. Nói gì đây chứ? Cái bây giờ chỉ là chuyện nhẹ thôi, nói chuyện gì không? Không bằng. Mình quay, đúng là tao phải đứng một bên mình xin chào. Mình nó bao mình tham mình quay xong mình đi một kia rồi mình xin chào. Vô kia mình quay tao tiên á, vô kia. Có hai mấy ẩm thực ở đây ngày chạy. Mình quay xin tới vô kia mình xin chào các bạn. Rõ rõ giống cái con chó quá này nhỉ? Nên là hôm nay là mình sẽ mở một buổi tiệc để chia chuẩn bị đi học lại nha. Ngày mùng 9 Tết nè, là bọn mình vào trong rẫy. Mình hôm nay là mình ăn được ăn với những cái món mà về quê các bạn. Là đầu tiên là có xôi lòng gà nè, bánh tét nè, chả ranh cung đất và gà nướng. Gà nướng là gà nướng hang nha mọi người. Còn mà về với lại gà, gà là gà gà nhà trồng nha các bạn. Quá ngon. Rất là đẹp. Chưa? Không có được coi nữa. Đấy. Đúng rồi.
đầu to là củ xô. Ừ. Rất là ngon. Ừ. Ngon cả tuyệt vời. Ăn cái này là còn có ít xôi nữa nè. Gà này ông nội ơi. Này ăn gà nướng thì ngon ngon á. Ừ. Ốm gì mà gà nướng ngon á. Nướng ngon như ốm nè. Đó, cái này chưa một xíu đẹp ạ. Chăm muối nha. Muối này không cay mà cũng ngon mà không ngọt đấy mà. Ăn rất là vừa. Rất là thích. Nhiều đen cho nó đậm vậy. Ngon quá. Rất là ngon. Ăn mấy gà nóng á. Sao lại nó sơ vậy? Ăn sơ mà ăn cái này ngon. Ăn nó sơ. Mời các bạn uống cho nha. Mời nha. Chị hai uống hết rồi hả? Đúng rồi, chị bà nội đốt em cho. Uống thoải mái. Để một câu thôi. Menji, good job. Tớ đừng nói em nhấy đi ăn chứ còn cũng hiếu á. Ăn ở nhà trò nợ dưới làng cho đó. Con gà nướng 250. Này ừ. Ngon bằng gà đây nhé. Năm ngoái hả? Nó bị da. Mình còn bằng ngò. Ừ. Ăn với con cô Lý. Ừ. Sao gà luộc thì không ăn da mà gà nướng thì cứ lò da là sao? Ừ. Hả? Mà ngồi ăn ăn ba, ngồi ăn uống lắm. Ngồi ăn uống nước nó hỏi thì trời. Ngồi ăn gì hả? Ngồi ăn với con với cháu thì vui chứ. Ngay là làm gà các bạn. Mình ăn thêm miếng xôi nữa. Ừ. Xôi mà ăn hết từ đó là xôi ok. Và thêm miếng dưa leo nha các bạn. Gà tay vô bà ông nội không ăn rồi. Ăn gà, ớn gà. Ớn gà, ớn gà. Cô Tư, chẳng nói luôn. Giờ mình sẽ bắt chiếc ở xô, mình sẽ ăn cái đùi nha các bạn. Được không? Tôi còn để nha. Dạ, được không? À. Đây là cái đùi các bạn. Đây là cái đùi. Anh ăn cái đầu này, cái đầu cánh này ngon lắm. Ngon. Cái này ngon hơn. Nhất màu cao nhìn đầu cánh. Ừ, chứ không cái tô gì. Màu cao ngon nhất đúng không? Ừ.